Dạ thưa rồi, đây là Phật, sư cô mời để chúng mình chắp tay niệm Phật cầu gia vị. Thật sự ra quý Phật tử mà chịu khó học đó, cái nền tảng vô lý chỉ có nhiêu thôi. Sư cô tụng ở trong kinh Đại Bát Nhã đó cũng nói về gì? Tứ đế, thập nhị nhân duyên, bát chánh đạo, rồi ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, về các quả gì tu chứng. Nhưng sự thật ra đó, có tứ đế nhưng mà nó không có tứ đế. Có nghĩa là khi chúng ta khổ thì chúng ta nhận thức ra tứ đế là khổ tập diệt đạo, còn khi chúng ta không còn khổ thì tứ đế nó là không. Do đó đó là khi mình trực nhận được tứ đế, bát chánh đạo, tất cả mọi thứ rồi thì khi vào là bát nhã mình không còn chủ chấp nó nữa, mà mình còn chủ chấp nó thì mình không còn là mình không phải là người mà đạt được cái gì giải thoát giác ngộ. Do đó từ đầu, từ quyển 1 cho đến sư cô hiện giờ đang tụng quyển thứ 16, gán phát nguyện tụng cho trọn bộ luôn, thời gian bao lâu kệ không sao hết, miễn sao mình tụng vào đó để mình hiểu được của mà ý nghĩa của kinh mà Đức Phật đã bỏ qua 22 năm nói pháp, mà mình tụng có khoảng 1 năm thôi, phải không? Thì 1 năm đã phải mình tụng suốt ngày, mỗi buổi sáng mình tụng có 1 tiếng đồng hồ đó thôi, còn ngoài ra mình tụng là kinh Lăng Nghiêm nữa. Do đó thì trải qua có 1 năm để mình tụng hiểu được giáo lý Đức Phật trong đó nói gì. Nhưng sự thật ra nói về là giáo lý mà bát nhã rồi đó thì mình không còn chủ chấp gì chứ, nói để có nói vậy thôi. Thành ra tụng vào bát nhã rồi tụng để cho hiểu, chứ còn không có thực hành đúng theo trong đó. Nha. Chị Diệu Quang có bài chưa? A Di Đà Phật, thưa đại chúng, giờ sư cô vào bài nha. Thụ xá lợi phất, bị Phật quốc độ, thường tác thiên nhạc, quỳnh kim vi địa, trú giả luật thời. Vũ thiên mạng đà la hoa, kỳ độ chúng sanh, thường dĩ thanh đáng, các vị y kích. Thạnh chúng diệu qua cúng dường, tha phương thập phản ức Phật, tức dị thực thời, hoàng đáo bổn quốc phạm thực kinh hành. Thụ xá lợi phất, cực lạc quốc độ, thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Cái câu cuối là nói về cái công đức của Đức Phật, nó trang nghiêm như thế. Thành ra này mình chỉ điểm vô để diễn tả thôi, chứ còn không có ý nghĩa. Thì giờ nó không phải là không có ý nghĩa, có nghĩa là chỉ diễn tả cái cõi cực lạc nó trang nghiêm, mình không thể nói gì hơn được. Thành ra mình không cần phải giải thích, phải không? Ừ. Rồi cái sư cô dịch nghĩa nè. Lại nữa cái là hữu xá lợi phất, chữ hữu là lại nữa. Lại nữa này xá lợi phất. Chữ hữu nó có nghĩa là lại. Bỉ là bỉ Phật, quốc độ, quốc cái gì? Quốc độ cái gì là cõi kia. Cõi của Đức Phật kia, chữ bỉ là kia. Giống như là chữ tha, mà chữ tha hoặc là chữ thi đó, chữ thi là kia đó, anh kia người kia đó. Bỉ Phật quốc độ là lại nữa xá lợi Phật, cõi nước của Đức Phật kia, thường trỗi nhạc trời, thường là trú giả luật thời đó. Thường tác thiên nhạc là thường thường trỗi nhạc trời, phải không? Quỳnh kim vi địa là đất, là bằng vàng rồng,
Trú dạ lục thời là một ngày sáu thời. Trú dạ là trú là tối, dạ là ban ngày đó. Rồi trú dạ lục thời tất nhiên là ngày đêm sáu thời. Ở cõi trời thường luôn mưa xuống qua mạng Đà La, chứ là trú dạ lục thời là đêm ngày sáu thời. Vũ thiên mạng Đà La qua, vũ là gì? Vũ thiên tất nhiên là vũ là mưa đó. Mưa ở cõi trời, thiên là cõi trời, mạng Đà La là qua mạng Đà La. Kỳ độ chúng sanh thường dĩ thanh đát, chúng sanh ở cõi đó thường vào mỗi buổi sáng đó, đều lấy cát đải hứng cát thứ qua tốt quý, đem dân cúng chư Phật ở mười phương ức cõi nơi, cõi nơi các phương khác, rồi liền trở về bổn quốc để dùng bữa cơm, dùng cơm xong rồi đi kinh hành. Đang diễn tả cho chúng ta đây cũng vậy, phải không? Khi chúng ta có thọ bát quan trai hoặc là tu tập là 10 ngày để mà yên tĩnh, phải không? Thì trong cái giờ mà mình dùng cơm xong, thọ thực xong đi kinh hành. Là vì sao? Khi mình thọ thực xong mới nói về thế gian, thì khi mình thọ thực cơm có đàn na tính thí, mình phải là gì? Một miếng cơm đầu tiên là nguyện đoạn nhất thiết ác, miếng cơm thứ hai là nguyện tu nhất thiết thiện, miếng cơm thứ ba là thệ độ nhất thiết chúng sanh. Thật sự ra cái đó dùng cái sự để mình diễn tả, dùng ba miếng cơm diễn tả để nói về lý, không phải dùng ba miếng cơm đó mình mới nguyện, mà không có ba miếng cơm đó mình vẫn nguyện, phải không? Nguyện đoạn ác làm thiện, mà nguyện rằng khi tu thành đạo để độ chúng sanh, mà dù cái vị chưa có đạt được quả vị giải thoát giác ngộ giống như chi vị Bồ Tát, giống như các vị Phật hay là các vị thánh tăng, nhưng hiện giờ quý vị cũng là gì? Hiện thân để làm thực thiện, vậy là cũng là thực hành Bồ Tát đạo để gì? Để hóa độ chúng sanh. Không phải dùng ba miếng cơm đó, nhưng mà ý để nhắc nhở chúng ta trong thời gian tu tập đó, khi dùng cơm xong rồi gì, chúng ta đi kinh hành, phải không? Đi kinh hành để gì? Để trở về cái tự tánh thanh tịnh của chúng ta đó. Đi kinh hành niệm Phật là để mỗi người trở về tự tánh, nhắc nhở chúng ta phải thường tu như vậy. Ở cõi trời thì nó không có cái sự mê bối giống như chúng ta là dùng cơm xong đi ngủ, phải không? Dùng cơm xong tranh thủ gì mệt mỏi quá làm việc vất vả dưới bếp, rồi gì, rồi á là nào là chén bát dọn quả đường vân vân, xong rồi tranh thủ để nghỉ thời gian có sức khỏe. Nhưng bên bệnh chỉ dùng gì? Dùng thức thực diệt thực, chứ không có phải dùng thực giống như chúng ta. Thành ra nói thì thiền diệt thực, các vị thiền sư mà thiền diệt thực có nghĩa là tu thiền không ăn, phải không? Không ăn cơm giống như chúng ta, vui trong thiền diệt đó. Do đó đó, cái phương pháp phong bông đó đó là cho, chỉ cho gì, các vị mà về ở cõi cực lạc rồi, những vị mà thiền sư tu đã liễu ngộ rồi, thân ngồi ở tại cõi ta bà này mà tâm không còn vướng bận bất cứ cái gì hết, phải không? Còn thức thực, thức thực có nghĩa là chúng ta mơ tưởng nơi ăn, ví dụ chúng ta cúng dâng nè, cúng dâng là quý vị dùng thức thực, có nghĩa là mình dâng cúng lên, cái thức của quý vị tưởng tượng là quý vị đã no đó. Tại sao mình cúng dâng? Cái đó có ảnh hưởng đến cái thức thực. Còn chúng ta Phật tử của chúng ta thức thực là dùng những món ăn thức thực bằng mắt tai mũi lưỡi thân cùng ý. Khi chúng ta nghĩ tưởng đến cái đó, chúng ta vui về cái đó, phải không? Bằng thức thực. Ví dụ quý vị mê coi phim đi, phải không? Thì quý vị có thể coi từ sáng tới chiều, không ăn nằm hoài coi, nó cứ phó lô theo cái thức của quý vị, phó lô theo đó. Vui á thì cười, mà buồn thì khóc. Cái gì vừa ý mình thì mình cảm thấy mình hả dạ. Mà cái gì mà những cái người mà trong phim, những vai chính mà khổ cực đó, chúng ta nước mắt thôi ràng rụa khóc lóc theo cái đó là thôi chỉ thức thực đó, ăn no theo cái đó, phải không? Thức thực mà thức khổ có, vui có, thọ thực đó. Do đó là chúng ta gì, các vị mà ở cõi trời thì thiền diệt thực ngày đêm sáu thời, phải không? Trú dạ mạng đà la qua ha, rồi á là thường tác thiên nhạc quỳnh kim vi địa trú dạ lục thời sức hòa nhã âm. Sức hòa nhã âm khi mình mở ra một cái lời mình nói, cái âm của mình, âm thanh của mình nó đều hòa nhã, nó quyện vào đó. Thì cái hòa nhã này chỉ cho gì? Chỉ cho tu làm lục đồng cái sáu pháp lục hòa. Sức hòa nhã âm chỉ cho tu sáu pháp lục hòa. Mà do đó sáu pháp ở lục hòa cõi cực lạc á, nó không có sử dụng giống như chúng ta, phải âm từ tư tưởng thôi, còn mình lại phải sử dụng sáu pháp lục hòa. Có thể nhớ không? Một là thân hòa đồng trụ, phải không? Hai là khẩu hòa dư tranh, ba là ý hòa đồng diệt, bốn là lợi hòa đồng quân, năm là giới hòa đồng tu, một là ý hòa đồng diệt, lợi hòa đồng quân, giới hòa đồng tu.
coi như sáu pháp lục hòa mà thân khẩu ý trực giới tất cả mọi thứ chúng ta lợi hòa đồng quân, mà tất cả có gì là chia đều qua đó là theo thế gian, vì giữ cho tâm ý chúng ta không có phân biệt chia người này nhiều người kia, vì lợi hòa đồng quân mà tất cả đều đồng với nhau hết. Ví dụ như trong chùa có một vị sư mà viên tịch, phải không, theo đúng pháp ở chùa Từ Nghiêm có, bởi vì sư cô thích ở chùa Từ Nghiêm lắm. Quý sư bà khó khăn nhưng mà sư cô thích ở đó. Nếu mà quý sư bà mà trưởng tử còn có bực mà còn sống mà giữ theo cái này, nếu bây giờ có nhưng mà chúng nhỏ đi lên á thì nhiều khi cái quy lực nó hơi thiên lệch chút xíu. Chứ còn khi mà một vị sư bà mất đi thì cái của cải của quý sư bà còn để lại đó, khi quy ra hết từ tủ, từ giường khui ra hết, từ kinh sách chia đều cho chúng tăng hết, không có ai hơn thấp gì chân á. Mặc dầu của đó riêng có sư bà, khi sư bà là còn sống sư bà có quyền sử dụng, mà khi sư bà chết cái đó thuộc về chúng ta, thì lấy ra chia đều hết, quân đều hết đó. Còn không nói là đưa vào tam bảo. Còn nếu muốn nữa, quý chư tư chư ni chứ ở đó không cần nữa, ai cũng có hết rồi, không cần thọ dụng cái đó, thì dục thỉnh chư tăng đến để cúng dường, lấy của cải đó ra cúng dường cho tăng trong 49 ngày đó. Cho đó khi một người mình mà mới mất đó, thì con người mình lúc đó chưa cảm nhận mình mất đâu, nó giống như một giấc ngủ. Quý vị để ý đi, khi giấc ngủ quý vị say ngủ ngon đó, quý vị giống như chết không biết cái gì hết á, chỉ thần thức mình còn thở thôi đó. Nếu mà không có mơ có nghĩa là mình một giấc ngủ lầm đó, khi đó mình không biết. Thường á rồi chết thì chết luôn, những người nhiều ngủ chết luôn không biết đâu. Trải qua thời gian một tuần hai tuần lễ, quý vị cảm thấy lúc đó quý vị không trở lại được, cái thần thức quý vị không trở lại xác đó, thì lúc đó mình mới mất. Thành ra tại sao mình có ý nghĩa cúng thất 49 ngày, để cho cái người mất đó ta trực nhận được từ cái chết và thấy mình còn đang cúng quại đó, tâm thức của quý vị nương theo đó để quý vị được giải thoát, nghe kinh nghe kệ, đó là như vậy, phải không? Còn nói về Đức Phật xưa không có. Do đó thì theo mà mình sống thường ở đây là mình ăn cơm xong đi kinh hành để mình trở về tự tánh của mình đó. Ăn cơm xong rồi đi kinh hành. Đây chỉ rõ gì qua trời dân cúng dường Phật một cách rất màu nhiệm. Thì hồi nãy giờ đọc ở trong này thì nó ý nó cũng như vậy thôi, phải không? Sư cô đã giảng xong rồi. Bây giờ đi qua đó, thường thường á cái vị mà ở cõi mà cực lạc đó, chúng ta thì dùng từ cái ý thức để đi. Còn là nói về trong dựa vào kinh từ thập địa, thập hạnh, thập hồi hướng đó, thì khi chúng ta nương theo đó để chúng ta gì? Chúng ta đương theo đó để chúng ta tu tập. Ví dụ như chữ ý sanh, ý thân sanh, là ý thân sanh là sao? Là từ sơ địa dẫn đến thập địa của tất cả vị Bồ Tát, muốn sanh thân ra và cách nào thì biến qua tâm ý mình như thế nấy. Thì cái đó là nó tự tại không ngăn ngại, giống như là tâm của chúng ta bây giờ, chúng ta ngồi thiền ở đây đi, hoặc chúng ta muốn giúp một người nào, phải không? Thì là chúng ta khởi lên ý tưởng, ý tưởng là xong chúng ta làm được việc đó qua bằng email ha. Khi tư tưởng khởi lên và giúp được người đó, để gì? Để cho họ bớt khổ. Cái đó là cái sự mà thực hành hạnh Bồ Tát chúng ta. Ý sanh thân có nghĩa là ý chúng ta khởi lên một tư tưởng để làm việc làm, thì lấy cái ý làm cái thân, phải không? Bởi vì chúng ta không có hiện tại ở đó để làm, phải dùng qua tất cả cái gì, dùng qua mạng internet, email, thì tất cả mọi nơi thì ta làm được hết. Và ý sanh thân là ý gì kiểu đó đó. Thì là các vị chư vị Phật và Bồ Tát dùng ý sanh thân có nghĩa là sao? Tâm tưởng của quý vị để hình thành cái việc làm của quý vị, đó gọi là ý sinh thân. Chỉ diễn tả cõi cực lạc như thế, thì bây giờ sư cô quý vị lật qua trang rằng có một cái bản đồ đó, ba chủng ý sanh thân cô thầy có không? Dạ. Lập thêm một trang, lập qua một trang rồi. Ba chủng ý sanh thân là chỉ cho gì? Một là cái định chánh thọ, tức là niềm vui có tam muội. Ở trên đó sư cô vẽ một cái bản đồ vào vòng tròn để ngày đêm trú dạ lục thời để mình diễn tả vậy thôi. Thì giờ mình biết trú dạ lực thời gì, ngày đêm sáu thời tâm mình luôn thanh tịnh, tâm mình luôn hướng về hơn, hướng về Phật. Chỉ nói bây giờ con người chúng ta nè, nếu mà chúng ta tâm trụ đó, không có lo nghĩ tưởng tượng nhiều đó, thì
thì khi chúng ta nghe cơm câu niệm Phật nó cũng trong tâm chúng ta phát ra nữa. Khi đi đứng nằm ngồi mà chúng ta thực nó đã niệm Phật thuần thục rồi, gọi đó là niệm Phật tam muội, chánh thọ là cái chánh niệm của mình đó dựng chân ở đó, nó trụ ở tại chỗ đó. Thành ra khi chúng ta nghe cơm và đi niệm Phật hay làm bất cứ cái gì, tự nhiên tâm chúng ta khởi lên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Bởi vì Phật, Pháp, Tăng là một hệ tánh thanh tịnh, nó không có ba là một mà một là ba. Bởi vì khi mà gời một cái thân của chúng ta không có hai cái đó, phải không? Thì là Tăng, Phật, Pháp, tất cả cái này là một thể, một thể, một thể tánh thường hằng ở tại thế gian, mà thể tánh thường hằng ở xuất thế gian luôn. Bởi vì Phật là thể tánh thanh tịnh, Tăng là thể tánh thanh tịnh. Tại sao khi quý vị đến quy với Tăng là chỉ cho Tăng một đoàn thể thanh tịnh đó. Do đó là nếu một vị nào Tăng thanh tịnh thì từ tư tưởng, cái từ tư tưởng, từ việc làm, bất cứ cái gì nó cũng dùng chánh niệm để làm hết, dùng chánh niệm để thực hành, phải không? Khi mình làm được việc gì mà cảm thấy an tịnh được tâm hồn rồi thì cái đó thuộc về là hệ thống thanh tịnh, mà chỉ cho việc Tăng thanh tịnh. Tăng là hòa hợp, Tăng là thanh tịnh, mà đại diện cho Đức Phật ở đời. Còn người nào không thanh tịnh mình cũng vẫn biết không thanh tịnh, chứ không phải là mình nói người đó, người đó là ở ngoài thấy vậy nhưng mà ở trong nó khác, ví dụ vậy. Nhưng mà sự thật ra ở ngoài thấy thanh tịnh mà trong nó thanh tịnh thì sao? Nhưng cái thể thanh tịnh nó lồ lào từ trong ra ngoài, mình nhìn biết liền ngay. Bởi vì tâm nó thể hiện ra là tâm ưu trung xuất hình ưu ngoại là gì đó. Do đó là cái ở trên sư cô giải bản đồ là đầu giữa đêm cuối đêm, đầu giữa và cuối đầu ngày, của giữa ngày và cuối ngày, cái đầu đêm giữa đêm và cuối đêm. Đức Phật thường dùng đầu ngày giữa ngày và cuối ngày thiền định, đầu đêm giữa đêm và cuối đêm Đức Phật thiền định. Trong những cái giờ khác đó Đức Phật sống trong thiền định. Do đó tại sao Đức Phật là thường hay đầu giờ giữa giờ cuối giờ. Do đó trong kinh điều diễn tả cái đó, mà hồi xưa thì mình dùng là giờ Tỵ, giờ Ngọ, giờ Ất, giờ Mùi. Bây giờ thì mình có giờ, nhưng mình những người mà người ta coi theo tam tâm miếu đó, người ta cũng dùng cái này, ta tin theo đó, đúng không? Là giờ khuya sư cô. Giờ khuya là giữa đêm đó, đầu đêm, giữa đêm và cuối đêm. Cuối đêm ví dụ như giờ đầu đêm giống như là từ 7 giờ đi là bắt đầu giờ đêm rồi, phải không? 8 giờ 9 giờ cuối đêm tất nhiên là 12 giờ đêm. Đó, cuối đêm thì từ 10 giờ đến 12 giờ đêm. Đó, còn bắt đầu qua 1 giờ là đầu giờ sáng thôi. Đó là 1 giờ sáng, người ta không ai kêu 1 giờ đêm chân, phải không? Thành ra nó từ 1 giờ sáng cho đến 6 giờ sáng. Nó gọi là đầu đêm giữa đầu ngày cuối ngày giữa ngày, từ 1 giờ sáng đến 12 giờ trưa là cuối ngày. Rồi qua 1 giờ trưa cho đến 1 giờ đêm, từ 1 giờ trưa đến 12 giờ đêm là đầu ngày, đầu đêm và cuối đêm. 1 giờ trưa là đầu đêm. Dạ. Cho tới 12 giờ khuya là cuối đêm. Nó thuộc về qua ban ngày rồi. Từ kia 1 giờ chiều chứ ai kia 1 giờ sáng đâu, phải không? Ban ngày thôi mà 1 giờ chiều. Dạ. Mà nhưng mà khuya đó 1 giờ đêm á thì người ta kêu gì 1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng. Thành ra nó lấy giữa chặn giữa nửa đêm cho đến là nửa ngày là của đó là thuộc về ban ngày. Đó, thành ra Đức Phật thường hay ngồi thiền và vào đầu đêm, giữa đêm và cuối đêm, là đầu ngày, giữa ngày và cuối ngày. Là tại sao? Đầu ngày tất nhiên là từ 12 giờ đêm cho đến 6 giờ sáng. Đó là cứ như giữa ngày thôi, giữa đêm thôi, giữa ngày, đúng rồi. Giữa ngày thôi thì trong cái thời gian đó đó nó không dao động bởi cảnh vật bên ngoài, phải không? Đó, rồi tới bắt đầu tới sáng, tức giữa sáng cho đến cuối sáng là cuối giữa ngày đó, thì lúc đó con người chúng ta thức dậy hoặc bát làm rồi. Đức Phật chỗ đó là Đức Phật chỉ nhập định yên tĩnh thôi, phải không? Hoặc là đi tới đi lui kinh hành thiền hành. Nhưng vào bắt đầu đầu đêm là 7 giờ tối cho đến 12 giờ đêm đó, thì Đức Phật bắt đầu ngồi thiền. Có nghĩa là cái giờ Đức Phật ngồi thiền đó, đầu ngày giữa ngày, đầu đêm và giữa đêm. Thì những cái giờ đó là những giờ mình ngủ, mình nghỉ. Đối với chúng sanh, những Phật dùng cái đó để gì? Để ngồi thiền. Thành ra là trong kinh Tăng Chi nói là sư cô hay diễn tả cho quý vị đó, cái đó là cái món ăn của những người tu hành, là thiền diệt thực, cái món thiền, cái phương pháp thiền. Còn những cái giờ khác mà mình ngủ đó là món ăn của chư Phật tử, đam mê ngủ nghỉ về tài sắc danh thực thì, phải không? Đó là món ăn của quý vị. Còn món ăn của thầy tu là đầu đêm tới giữa đêm, đầu ngày tới giữa ngày. Đó, còn những cái khoảng trống đó là chúng ta ngủ mê. Đó, thành ra Đức Phật dùng cái đó là sư cô vẽ để diễn tả cho quý vị vậy thôi.
mời ba ý chủng sanh thân là: một là cái định chánh thọ, tức là vui tâm muội. Vui tâm muội có nghĩa là trú giả lục thời, sáu thời ha quý vị, luôn luôn là sống trong chánh niệm. Đi kinh hành, ăn cơm xong đi kinh hành, trú giả lục thời, lúc nào mình cũng niệm Phật pháp tăng trong đó hết. Rồi là có hai là tánh giác pháp, tức là tự tánh. Ba là chủng tùy chủng loại đều sanh mà không có hành ác. Ý sanh thân là do cái thứ nhất á, là do sức tâm muội mà đắc cái tự tại, khắp vào các cõi đều được tùy ý vô ngại. Ở đây từ tam địa đến thất địa Bồ Tát không quán. Cho đây là nói về thập địa, thập hạnh Bồ Tát thập địa mà nó có tu qua 51 quả vị tương chứng đó. Thập địa, thập hạnh, thập hồi hướng đó, phải không? Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Trong cái quả vị tu chứng này là mỗi một vị từ 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 đi lên cho đến bậc đẳng giác diệu giác. Mà sư cô nói giảng cho quý Phật tử đầu năm mà chúng ta học đó, sư cô chỉ nói sơ qua nhưng mình chưa vào cái này, bởi vì cái này nó rất là cao. Mình học căn bản này đi, rồi sau đó là sư cô sẽ hướng dẫn vào 51 quả vị tu chứng, từ thập tính, thập hạnh, thập hồi hướng, để mình biết thật sự ra cũng trừ diệt trừ tham sân si thôi, mà mình trừ bao nhiêu phần, mình giác bao nhiêu phần, gọi là mình đạt được quả vị thứ mấy đó, trong cái thập tu đó đó. Cái thứ hai là tánh giác pháp, tức là tự tánh hiểu rõ các pháp, tánh nó như quyển quá vốn không thật có. Là khi mà cái tánh giác của mình có rồi, giống như trạch pháp giác tri, là trong bảy ba ba thất bồ đề phần đó, khi mình đã lựa chọn một cái pháp nào để tu tập thì mình phải lựa chọn pháp thiện, phải không? Thì khi mình tu thiện rồi thì cái tánh giác mình gì, nó trực giác, nó hiểu được các pháp, nó không có tự tánh. Mình phải buông bỏ nó, đưa đến cái xả mình mới nắm được nó, mình mới tu. Nếu mà mình tu mình còn chủ chấp vào cái quả vị tu chứng, chưa bao giờ mình lên được quả vị giải thoát giác ngộ thật sự đó. Thành ra là kêu là trạch pháp là vậy đó, hiểu rõ các pháp. Tự tánh nó như quyển quá vốn không thật có, vì mình hiểu nó, thế gian là vô thường, phải không? Cõi nước là tạm bợ. Ở trong phần này là các vị Bồ Tát trong bát địa giả quán, có nghĩa là quán các pháp là giả. Đó, từ bát địa trở lên quán các pháp là giả, không thật có, thì quý vị mới tu tập được. Quán các pháp là thật, quý vị không bỏ được, vì thật nó là thì quý vị còn nắm bắt, phải không? Rồi cái thứ ba là tùy chủng loại đều sanh mà không hành ác, là tùy nơi chủng loại của chúng sanh để hiện thân ra như bóng hiện trong gương mà không bị dao động. Các vị Bồ Tát trong cửu địa trung quán, cái nghĩa là người trung quán có gì đang quán các pháp, đưa lên cái thể tánh đó là thực tướng, nó là không rồi, bởi vì đã nắm chắc trong trên là giả quán rồi, phải không? Khi biết là giả quán là quý vị đi vào gì thì thực tướng của nó thuộc về trung quán, mà thuộc về trung đạo, trung đạo đế. Mà trung đạo đế là trung quán đó, là biết là mình tu cái pháp trung đạo là Đức Phật nói là mình không chấp có chứ cũng không chấp không, mình đứng chính giữa để mình đi lên gì, mình buông bạc quá hay để mình vượt lên bờ giác ngộ đó, ý là trung đạo quán là gì đó. Rồi mình qua phần câu kế tiếp để diễn tả về nước cực lạc trọn nên là công đức như thế. Là Xá Lợi Phất, cõi nước cực lạc trọn nên các công đức trang nghiêm như thế, là ở bên kia mình diễn tả cái cõi bên phần âm đó. Xá Lợi Phất, cực lạc lộc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm, phải không? Thì cái phần này mình không cần giải thích vì mình biết cõi cực lạc nó là trang nghiêm như vậy rồi, không? Phần kế nữa, Phục thứ Xá Lợi Phất, bị quốc thường hữu chủng chủng kỳ diệu, tạp sắc chi điểu, bạch hạt khổng tước, anh võ Xá Lợi, cá lăng tằng già, cộng mạng chi điểu, thị chư chúng điệu trú dạ lục thời, sức hòa nhã âm kỳ âm diễn xứng, ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát thánh đạo phần như thị đẳng pháp, kỳ độ chúng sanh văn thị âm dĩ giai tất niệm Phật niệm pháp và niệm tăng. Cái gì cũng có Phật pháp tăng trong đó, vì đó là chỉ thể tánh thanh tịnh. Thì quý vị thấy đó, lại nữa Xá Lợi Phất, cõi nước kia, cái này trên phần nghĩa, tại vì sư cô giải thích từng chữ trên này cho quý vị, nhưng mà đọc ở dưới này nghĩa cho quý vị để mình cho nó mau hết cái phần này. Thật sự ra học á, mình không cần phải nói mau hết, mà mình cần phải hiểu từng cái nghĩa của nó, thì cái đó á, mình mới sâu vào được. Mình cho mau hết kinh mà mình không nắm được cái phần chủ chốt của nó thì nó không có ý nghĩa, đúng không? Lại nữa Xá Lợi Phất, cõi nước kia là bỉ Phật thường hữu chủng chủng kỳ diệu đó,
cõi nước kia thường có nhiều loại chủng chủng là nhiều loại chúng sanh, có nhiều màu sắc tốt đẹp, chủng chủng kỳ diệu. À, tạp sắc chi điểu là tạp sắc là những cái màu sắc đó nó quân tập với nhau. À, chi điểu là các giống chim đó, như là gì, hạt trắng nè, con công nè, con két, con cò, chim có tiếng hót hay, chim có hai đầu, các loại chim mấy ngày đêm sáu thời hót tiếng hòa nhã, cái âm thanh đó phát ra tiếng pháp là năm căn năm lực, bảy phần bồ đề và tám phần thánh đạo. Các pháp như thế, những chúng sanh kia khi nghe tiếng ấy rồi, tất cả đều niệm Phật, niệm pháp và niệm tăng. Đây nói rõ vậy đi, các chim báo ở cõi trời, mặc dầu nó là thể hiện các loài chim là thú, là xuất sanh, nhưng mà cái đó không phải xuất sanh của cõi thế gian, mà do Phật A Di Đà biến hóa ra. Các loài chim như thế để gì? Để nó hót những cái âm thanh màu nhiệm đó, nói ra gì? Nói ra năm căn nè, năm lực, bảy bồ đề phần và tám chánh đạo. Năm căn thuộc về gì? Tướng căn. Thuộc về gì? Năm căn tức như là mình có học rồi, ngũ căn. Cô Thị nhớ không? Không, ngũ căn đó là tính căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Mình có học trong ngũ căn thấp bồ đề phần. Cái đó là cô Thị chưa có dự bổn nhớ không? Dạ, dự bổn trả bài coi. Dạ, mới là tin tưởng Phật pháp rồi tin rồi tinh tấn rồi niệm rồi rồi định rồi mới có huệ. Đó đúng rồi. Thì là cái tính căn này, cái tính mình không có chỉ, nó cũng chỉ gì thuộc đó là thân căn của mình. Nhưng tính là chỉ cho con người mình có niềm tin. Phải không? Có niềm tin để mình tinh tấn, mình tu tập, biết rằng cõi cực lạc A Di Đà là một cõi là màu nhiệm trang nghiêm, không có cõi nào hơn hết. Thật dù các Phật, các vị mà Bồ Tát, các vị mà thiền sư, sư cô coi hết nhiều lắm. Khi mà các vị đi về già rồi, ai cũng trở về cái pháp môn niệm Phật hết. Để gì? Để cầu vãng sanh. Vì pháp môn niệm Phật rất là dễ, để cho vãng sanh đó là một con đường tắt đi thẳng, không có quẹo chỗ này quẹo chỗ kia. Ví dụ như mình chỉ chú đi, nó thuộc về mật tâm, nó có cái năng lực ở trong nội tâm của mình, nhưng mà không có kết hợp với pháp môn niệm Phật để thiền định đó, thì cũng không có đưa đến giải thoát tuyệt đỉnh đâu. Nói thật, các vị thiền sư đều khi cuối cùng rồi chẳng về môn tịnh độ tông là môn niệm Phật. Để gì? Khi quý vị trở về chánh niệm, quý vị chỉ còn pháp môn đó thôi. Đó. Do đó đó, bên thiền tâm, mật tâm, tịnh độ tâm, thì cái thiền tâm này nó cũng dùng pháp môn niệm Phật để đưa thiền kết hợp với tâm, thiền tịnh song tu, cả hai cái đều đưa đến quả vị giải thoát. Mình tu thiền mà không có tịnh độ trong đó thì không, giống như là mình thiếu một cánh tay, con chim nó có hai cánh mà thiếu một cánh thì không thể nào bay được. Do đó đó, khi đi cuối cùng rồi, cái pháp môn tịnh độ là pháp môn niệm Phật, hay tụng kinh là để chúng ta có phước nghe. Tụng kinh nè là để gì? Trong các kinh này hướng dẫn chúng ta là mình tạo ác là cái quả báo ác như thế nào, làm thiện phước thiện như thế sao, phải hiếu cha mẹ mình thì mình được phước đức như thế nào, phải không? Khi mình tụng kinh để mình biết được thân khẩu ý chúng ta tạo ác nghiệp và có quả báo theo thân khẩu ý chúng ta, chiêu cảm quả báo ra sao, đó là cái phước thôi. Tụng kinh là có phước, mà không tụng kinh không được, bởi vì không tụng kinh không phát sanh trí tuệ. Trong đó phải hướng dẫn chúng ta tu tập đó là như thế nào. Chúng ta học đây là tụng kinh đó, để chúng ta đi vào trong cái chỗ mà đi đường thế giới mênh mông. Bây giờ ví dụ mình đi qua Nhật đi, phải không? Mình muốn tìm một chỗ nào chính của đất nước Nhật, phải không? Chỗ chính đó là tại thủ đô của nước Nhật. Mình đi các nơi mình phải về chỗ đó mới biết được cái thủ đô chính của nước Nhật. Ở Canada chúng ta, thủ đô chính của Canada chúng ta là ở đâu? Ví dụ như Toronto, thì quý vị đi chỗ nào nữa cũng chưa bao giờ đi đến từ Toronto, là quý vị chưa đến thủ đô chính của nó, phải không? Thì chúng ta niệm Phật cũng vậy. Khi chúng ta tu thiền tất cả mọi thứ, cái mà tịnh độ niệm Phật mà thiền từ thiền tịnh song tu đó, thì đó là thủ đô chính của chúng ta để đạt được quả vị giải thoát giác ngộ. Đó giờ tâm chúng ta khi ngồi thiền lâu, tự nhiên tâm chúng ta nó thuần tịnh theo đó, ngồi xuống là chúng ta an tịnh được liền, bởi vì chúng ta đã có sự tu tập nó. À, giờ đó đó, về ngũ căn là tính tấn niệm định huệ lực. Tính lực là gì? Là khi con người mình có một cái niềm tin, là cái sức mạnh, nó mới đưa đến cái sự tinh tấn để chọn lọc để tu, phải không? Đó, tới niệm là khi chúng ta có tu rồi thì có niệm là chúng ta dừng lại, nhớ nghĩ cái gì chúng ta nên lấy, cái gì chúng ta nên bỏ, phải không? Rồi tới định thì đưa đến cái định, rồi cái huệ thì nghĩa là đưa đến cái sự sáng suốt, là giác ngộ của chúng ta.
rồi tính, cái đó là thuộc về gì? Trong 37 phẩm trợ đạo nó gồm có cái gì? Tứ niệm xứ, tứ chánh cần. Mà tứ chánh cần này nó kết hợp với ngũ căn ngũ lực. Nếu mà tứ chánh cần á, ngũ căn ngũ lực thiếu đi tứ chánh cần thì không thể thành tựu được. Tứ chánh cần là gì? Cô Thủy hồi đó có trả bài sư cô rồi. Tinh tấn phát sanh những ý niệm ác chưa phát sanh, tinh tấn diệt trừ những cái niệm ác chưa phát sanh, mà tinh tấn để phát triển những cái ý niệm thiện đã phát sanh, diệt cho phát sanh thêm, phải không? Mà cái nào mà chưa phát sanh mà nó ác đó, diệt luôn, mà tinh tấn phải diệt trừ đó. Và tinh tấn là tu tập những cái phương pháp nào mình đã phát sanh rồi, rồi tinh tấn để phát sanh cho nó phát sanh thêm, cái đó là thuộc về tứ chánh cần, phải không? Do đó đó, tính căn, cái tính tấn căn, tấn căn thuộc về tứ chánh cần, rồi tính niệm, rồi tính định, rồi tứ huệ. Mà khi mình phát sanh có niệm, có định lực rồi thì mình mới có phát sanh trí tuệ. Rồi ngũ lực cũng vậy, tính lực, tấn lực, niệm lực, huệ lực và định lực, thì ngũ căn ngũ lực này nó kết hợp với nhau, nó không có xa rời nhau được. Vì có tinh tấn, có tính rồi mới đưa tới cái lực. Mình cứ nói thường thôi, có niềm tin rồi mình mới đưa cái lực mình tu tập được. Thì qua Thất Bồ Đề Phật, cái tinh tấn, tấn cân với ngũ căn ngũ lực nó giống nhau. Nhưng mà một cái chỉ cho cái niềm tin, phải không? Để mình tinh tấn mình vượt lên. Rồi tới ngũ lực là cái sức mạnh của mình. Cái sức mạnh của mình để gì? Mình càng tiến lên nữa, nó kết hợp với tứ chánh cần. Rồi qua Thất Bồ Đề Phần, quý vị có nhớ Thất Bồ Đề Phần không? Nó gồm có mấy phần? Dạ 7 phần. Rồi mới đầu là trạch pháp, tinh tấn, xong rồi đến hoan hỷ, rồi khinh an. Khinh an thì mới niệm, rồi đến định và xả. Đó, giỏi quá, cho chàng có tay đi đại chú. Thì cái này, trong Thất Bồ Đề Phần này, nó cũng có tinh tấn ở trong đó. Ban đầu tiên là mình trạch pháp. Khi mà mình muốn đến tu học một đạo tràng nào, hay là mình đến với một thầy, một sư cô nào, hay là mình đến với một pháp môn nào mình tu, mình phải suy nghĩ lựa chọn là pháp môn nào cho nó đúng sự thật với pháp môn đó. Từ đó đến giờ đó, sư cô tu trong đạo tràng chùa Từ Hiêm thì có quý sư cô nghe là Tây Bắc Tâm giỏi hay lắm, quý vị cũng chạy theo, mà quý vị cũng đã xuất gia rồi. Áo của mình đây là một cái y phục nó rất là trang nghiêm thanh tịnh. Khi tâm mình thanh tịnh, mặc áo nào cũng thanh tịnh, phải không? Nhưng quý vị lại bỏ cái trang phục của truyền thống Việt Nam của mình, quý vị đắp luôn vô cái y của Tây Bắc Tâm, y đỏ đó, phải không? Đó, mặc y đó vô, mình người Việt Nam mặc y đó vô, không có coi nó trang nghiêm chút nào hết trơn á, là biết mình lai tâm rồi, phải không? Không có giống mày, dòng giống lai rồi, phải không? Thành ra coi nó kỳ lắm, chẳng thà truyền thống của người ta, cái người Tây Bắc Tâm que mặc cái đồ đó không sao hết. Mà người Việt Nam mình mặc vô đồ đó là thấy nó lỏng tỏng đi, nó không có, nó phù hợp rồi. Nhưng mà quý vị vẫn chạy theo, phải không? Chạy theo dặn đồ đó. Xong rồi cái nói một ông thầy này giỏi, quý vị bỏ y phục này quý vị ra. Một sư cô mà sư cô thấy theo ba truyền thống khác nha. Cứ chạy hoài thôi. Mình chạy hoài mình có nắm bắt được không? Không. Truyền thống nào theo truyền thống đấy. Ngôn ngữ Tây Bắc Tân cũng giống ngôn ngữ của mình. Kinh điển của họ cũng giống kinh điển của mình, không sai khác, phải không? Nhưng mà đó là do tâm thức của mình. Mình phân biệt, mình cho nó ô cao thượng quá, tại vì nó ngoài đi cái tư tưởng của mình. Nhưng mà các Việt Nam mình cũng có vị tổ sư nó giỏi vậy. Các vị thiền sư như ngài Trần Thái Tông cũng bỏ đi tu, kêu là mình Việt Nam mình kêu là Phật Trần Nhân Tông, chứ đâu có ai là kêu vua đâu. Tại vì trước kia ngài là vua thì kêu vua Trần Thái Tông gì, đó là trước khi ngài đi tu, phải không? Khi ngài đi tu rồi sách vở đồng để lại là kia Phật Trần Nhân Tông, bởi vì tư tưởng của ngài nó không khác gì tư tưởng của Đức Phật hết. Ngài đã giác ngộ, ngài bỏ đi cung điện để đi tu, ngài đã xả bỏ hết tất cả để đi tu, thì kia Phật Trần Nhân Tông, phải không? Thì Việt Nam mình cũng có các vị chư tổ sư, các vị thiền sư nổi tiếng, nhưng mà mình lại gì không tu tập theo đó mình chạy, thì con người mình coi như là suốt đời chỉ chạy thôi. Đó, thành ra cái trạch pháp này rất là quan trọng. Khi mình định đến, mình sư cô không có nói mình giỏi, nhưng hồi nào giờ truyền thống đã mình chấp nhận mình đi gì sư cô đi học người ta, thì mình cũng dám học để mình biết, để gì, để mình dẫn chứng cho những Phật tử họ hiểu. Nhưng không dạy quý vị mà đi theo Tây Bắc Tông, quý vị vô trong tỉnh thất của mình nó lạc lõng lắm, đó là một sự thật. Tại vì sao? Quý vị theo tư tưởng bên đó rồi, đi theo bên đó vô mình có thấy nó hơi ngỡ ngàng gì đó, có tụng kinh mình, tụng kinh ngôn ngữ người ta, mà trong khi đó mình không hiểu hết thì nó có lợi không? Không. Tụng kinh phải hiểu nghĩa,
tụng kinh phải thông lý, mà tụng kinh không thật lý thì không có thông á, thì nên mình hoàn tính thí thôi, phục thân hoàn tính thí, mình không hiểu biết gì hết, tu cả đời cũng vẫn y như vậy thôi, phải không? Thành ra quý vị chạy chạy theo nó, khi mà chạy chừng nào thì càng mệt chừng nấy thôi, đường dài cho kẻ mệt, phải không? Đêm dài cho kẻ mê, luân hồi dài cho người không biết chân diệu pháp, phải không? Đó. Đêm dài cho kẻ thích ha, đường dài cho kẻ mê, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài cho kẻ mê, đêm dài cho kẻ thích không có nhận chân được cái diệu pháp. Mình cứ chạy thôi, mình không dừng. Thành ra cái trạch pháp giác chi đó là để gì? Để chỉ rõ cho mình con đường hướng mình tu tập, rồi mới đưa đến việc tinh tấn. Thì trong cái từ mà tứ niệm xứ của chúng ta là thân thọ tâm pháp, phải không? Từ cái thân thọ tâm pháp này chúng ta là cảm nhận được cuộc đời. Cái thân thọ tâm pháp là chỉ cho mình cảm nhận cuộc đời đó để đi vào đạo. Cái đó là bên ngoài mới thiền thôi. Bởi vì ta nói tu thiền tứ niệm xứ để hướng dẫn. Bởi vì tại sao tu thiền tứ niệm xứ? Bởi vì đi vào tứ niệm xứ mình cảm nhận thân thọ tâm pháp này là khổ, để mình bỏ nó mình mới đi vào đạo được. Mà khi mình vào rồi mình phải đi qua gì? Ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Đó, mình mới đi vào đó. Khi mình liễu ngộ hiểu được bát chánh đạo rồi đó, rồi trong cái đạo đế đó, mình mới tu tập đưa đến cái diệt đế, đó là mới niết bàn được. Còn cái thân tứ niệm xứ đó là để cho mình tu tập quán chiếu thân của ta là giả, cảm thọ là đau khổ, phải không? Các pháp là vô thường, đó, thân thọ tâm pháp, tất cả mọi thứ đều là giả hết, để chúng ta mới đi vào đạo được. Chứ quý vị nói là tu pháp niệm xứ đưa đến giải thoát giác ngộ, đó là cái phương pháp đầu để chúng ta đi vào, chứ chưa thật đi vào thiền. Đi vào thiền chúng ta phải có cái gì? Có tính, có tấn, có niệm, có định lực. Đó, khi mà chúng ta có sự mạnh mẽ đó, chúng ta mới đưa vào cái trạch pháp, chọn lựa cái nào xả, cái nào nắm, phải không? Mới đưa vào cái tinh tấn, phải không? Thì cái đưa vào cái tinh tấn của chúng ta là trạch pháp là đưa vào tinh tấn, rồi tới là đưa đến hỷ, mà chúng ta hân hoan vui mừng là chúng ta đã chọn được pháp môn tu tập, phải không? Thì khi mà chúng ta vui mừng rồi, có cái khinh an trong đó. Bởi vì khinh an với hỷ nó giống với nhau. Nó không, hỷ là gì? Hỷ là mình đã đạt được cái pháp đó rồi, mình không còn cái gì hết. Mình đến đưa đến gì? Định, phải không? Hỷ tới định. Khi mà chúng ta vui rồi thì chúng ta vui trong thiền vậy thật, vui trong cái định của chúng ta, vui trong cái niết bàn an lạc. Mình nó xả. Xả là gì sao? Xả nó là một phương pháp, khi chúng ta đã trụ được nó rồi, chúng ta không chấp bên này, không chấp bên kia. Có nghĩa là chúng ta nương lên chiếc thiền, khi chúng ta muốn qua sông, có chiếc thiền, phải không? Thì khi chúng ta có chiếc thiền đó thì chúng ta mừng rồi, đi lên thiền đó được qua sông. Mà qua sông rồi quý vị không xả, là quý vị lên bờ giác, quý vị không xả thì quý vị không có buông chiếc thiền đó, quý vị muốn giác chiếc thiền lên đi, quý vị có giác ngộ được không? Không, mình phải buông là xả, khi mình định được rồi, mình có cái phương pháp tu tập rồi, mình có giác ngộ rồi, mình bỏ hết tất cả đi về cái không. Mà không phải là ngoan không. Đó, cô Thủy đã có học cái này rồi, không có phải là ngoan không. Đó, đi trên chỗ đó mình xả hết, giữa các pháp có và không, để mình trung đạo quán cũng như mình đi lên. Đức Phật không chấp có, Đức Phật không chấp không, Đức Phật tu trung đạo. Đấy, để mình lên cao hơn nữa. Khi mình xả hết cái gì có, cái gì giật nặng trong cơ thể của mình, mới đưa cái khẽ, cái nhẹ nhàng mình mới tu được. À, thì đưa qua đó là bát chánh đạo. Đó, bát chánh đạo. Bát chánh đạo là gì? Một là chánh kiến, hai là chánh tư duy. Cô Thủy thuộc, cô Thủy đọc đi, cô nghĩ cô Thủy thuộc đó. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh niệm, chánh chánh nghiệp, chánh mạng, chánh ngữ, chánh ngữ, chánh định, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh niệm, chánh định. Chánh niệm. Một là chánh kiến, hai là chánh tư duy, ba là chánh ngữ, bốn là chánh nghiệp, năm là chánh tinh tấn, sáu là chánh niệm, bảy là chánh định. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh mạng, rồi đó, rồi thứ tám là chánh định, phải không? Hồi nãy nói thêm cái. Thì ba cái chánh kiến này nó thuộc trì giới. Thấy nói không thấy, không thấy nói thấy, nghe nói không nghe, không nghe nói nghe đó, cái chánh kiến đó. Ở đời chúng ta đi lòng vòng cũng như thôi, phải không? Nhưng mà chúng ta biết xào thì nó ngon, phải không? Biết khéo nấu thì cái món nó ngon, khéo nấu đổ vô sòn thì nó cũng ăn được, nhưng nó không ngon, hương vị nó không ra được thôi. Cái chánh kiến của chúng ta là khi chúng ta thấy đúng, chúng ta nói đúng, thì đưa đến gì? Đưa đến chánh ngữ. Khi thấy mới đưa lên liên kết được cái lời nói của chúng ta, khi thấy đúng mới nói đúng.
không, thấy đúng mà nói sai thì nó gì, nó không còn là gọi là chánh kiến nữa, mà nó không còn gọi là chánh ngữ nữa, mà nó gì, tà kiến, tà ngữ, ác nghiệp, mà khẩu nghiệp đó, phải không? Đưa đến chánh ngữ, chánh ngữ không rồi chánh nghiệp, phải không? Chánh nghiệp là mình làm, mình làm đúng mới đưa đến cái chánh mạng. Nếu mà mình làm sai đưa đến chánh mạng không, tà mạng. Giống như là mình coi bói, coi tướng, hoặc bán cúng sao, hoặc là bán những cái loại thuốc mà xã hội cấm, thì cái đó thuộc gì, tà mạng thôi. Tà mạng đó nó gì, thuộc gì, nó đến gì, tà nghiệp, phải không? Tà nghiệp nó đến gì, ác khẩu, nói không đúng, tà ngữ. Được, tà ngữ nó đến thì là tà kiến. Thì năm cái trên này nó thuộc gì, giới, nó thuộc gì, giới ha. Rồi chánh kiến, chánh tư duy, đúng không, đưa đến cái sự suy nghĩ đúng. Rồi chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, năm thứ. Khi mà mình năm cái này mình làm chánh rồi, đưa đến gì, cái chánh tinh tấn. Thì từ đầu, từ cái bát 37 phẩm trợ đạo, từ cái đầu là tứ niệm xứ, tứ chánh cần là thuộc về chánh tinh tấn, phải không? Tứ chánh cần, ngũ căn cũng có chánh tinh tấn, cũng có tinh tấn trong đó, ngũ lực cũng có tinh tấn trong đó, thất bồ đề phần cũng có tinh tấn trong đó. Của bài tứ bát chánh đạo, tứ bát chánh đạo này cũng có chánh tinh tấn trong đó. Rồi từ cái mà của những chi đầu đưa đến là cái nào cũng có niệm định trong đó, thì bát chánh đạo cũng có niệm định trong đó, phải không? Tánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì khi mà chúng ta đưa đến một cái gì, việc làm đúng, tư tưởng đúng, suy nghĩ đúng, tất cả mọi thứ đưa đến chánh niệm. Cái chánh niệm đó là chúng ta tu tập, chúng ta tu tập, chúng ta làm, nó thuộc về chánh tư duy, phải không? Nó thuộc về giới, cái đó thuộc về tuệ. Chánh tư duy với chánh niệm nó thuộc về tuệ, nó thuộc về tuệ. Còn định đó, nó thuộc về định, giới, định, tuệ. Ba này là một cái kiền ba chân, nếu thiếu một chân chúng ta không thành tựu. Một cái cờ gàng nào cũng có ba chân, ở bên đây mình nấu gà nhiều chân, chứ cờ gàng Việt Nam mình chỉ có ba chân thôi, có không? Nếu ba chân là vững chắc mà thiếu chân thì nó đứng không vững nha. Do đó thì giới, định, tuệ không thể nào rời khỏi trong tâm của chúng ta được, mà giới, định, tuệ, con người mình có giới thì có mình có tuệ. Thì bát chánh đạo là chánh tinh tấn, là chánh hay là ngũ căn ngũ lực, nó cũng giới, định, tuệ trong đó. Trong thất bồ đề phần cũng giới, định, tuệ trong đó. Nếu chúng ta xa rời chúng ta không thành tựu được. Đó, cô thầy con có hỏi gì trong 37 phẩm trợ đạo không? 37 phẩm trợ đạo trong đó gồm có 7 chi, phải không? Một là tứ niệm xứ, hai là tứ chánh cần, ba là tứ như ý túc. Tứ như ý túc là niệm định, là huệ cũng là như ý túc, có nghĩa là mình muốn cái gì cũng được đầy đủ, phải không? Tứ như ý túc, tứ ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo, thì nó gồm có 7 chi. Thì 7 chi này gồm 37 phẩm trợ đạo trong đó. Thì cái bát chánh đạo là cái con đường để chúng ta tu tập giải thoát giác ngộ thật sự, đưa đến quả giải thoát. Đức Phật cũng tu trong 37 phẩm trợ đạo này. Mà cái bát chánh đạo là cái quan trọng nhất trong cái vấn đề tu tập của chúng ta, bởi vì nó gồm trong đó là giới, định và tuệ, phải không? Tinh, chánh tư duy với chánh niệm nó thuộc về tuệ, còn chánh định á là thuộc về định, còn chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, phải không? Chánh kiến nó thuộc về giới. Nó thành giới, định, tuệ này nó kết hợp trong bát chánh đạo, trong 37 phẩm trợ đạo này. Thì con người chúng ta thế gian cũng vậy, khi chúng ta một người Phật tử đi, mình chỉ giữ một giới thôi thì bắt đầu đưa đến những giới khác, nó liên kết với nhau, nó giống như một cái móc xích. Khi chúng ta thành tựu được rồi thì cái này dễ cho chúng ta, nó không có gì khó khăn hết, phải không? Thì đó, 37 phẩm trợ đạo tu là như vậy. Còn tứ niệm xứ đầu là tại sao nó quan trọng, bởi vì con người chúng ta đang sống trong tứ niệm xứ nè, khổ, đưa ra ba khổ và bát khổ. Mình ôm lại cái phần này cho nó chắc chắn, phải không? Ba khổ và bát khổ. Rồi là tới tới niệm xứ là thân quán, thân là bất tịnh. Cái thân chúng ta có sạch sẽ không? Không, nó chứa một cái bọc, nó là một cái bọc, một cái đải da mà nó chứa đầy những đồ bất tịnh trong đó, phải không? Sáng ngủ thức dậy không xúc miệng, có ai lại gần mình được không, phải không? Lỗ tai chúng ta phải móc, nếu không móc chúng ta điếc không nghe, phải không? Tại vì lúc nào nó cũng có những cái thoáng, cái không khí nó bay vào đó, nó đắp vào đó, thì cái chất, cái không khí đó nó đắp vào đó là gì, những chất dơ, chất bẩn. Nó rồi sáng thứ gì chúng ta phải rửa mặt, có lấy vàng ra không, có lấy vàng ra chúng ta chịu được không, khi các thứ đó tới, phải không? Rồi chính lộ bất tịnh đó là cũ, nó kêu là gì, trong tiếng Hán kêu
Nhưng mà nói theo tiếng Việt của mình cho chúng ta là chính lộ bất tịnh, thường chảy ra mỗi ngày. Thường chảy ra coi như là không phải mỗi ngày, trong từng sát nha, mỗi giờ, mỗi lúc. Phải không? Nếu chúng ta ăn vô mà không đi ra được, chúng ta có chịu nổi không? Không, phải không? Thành ra mọi thứ cơ thể chúng ta là chỉ quán thân bất tịnh. Mình chỉ quán trong 36 vật bất tịnh trong một cái thân thể của chúng ta. 36 vật bất tịnh là lông, tóc, lông, mông, rắn, mũi, rồi vải, rồi mồ hôi, nước mắt, nước miếng, nước dãi, đàm, tiểu, vân vân. Có đó 36 vật bất tịnh nó ra chính cửu họng của chúng ta, thì chính cửu họng, họng là lỗ đó của chúng ta. Đó, Đức Phật bắt chúng ta phải quán chiếu tứ niệm xứ bằng những cái 36 vật bất tịnh này, từ quán thân bất tịnh. Chứ không phải chỉ quán sơ thôi nha, phát từng chi tiết. Rồi mới đi quán ra gì, một thân thể chết sinh đưa ra một cái gì, một cái bãi tha ma. Mình phải quán từ thân thể đó, từ sình lên, từ khi hô cho thối, phải không? Quán thân này phải đưa lên quăng ở trên con chim điểu nó ăn khi còn một cái bộ xương trắng. Mình phải quán cái gì để mình bỏ nó chứ không, mình không bỏ được, phải không? Khi mà nói sắc đẹp rồi là coi như bằng mọi cách để gì, để đam mê, để theo nó. Như chị Diệu Quang nó chịu nổi không? Không chịu, mong đời kêu gọi là đông nó thấy nó chịu không nổi, phải không? Tại vì đó là cái sự mà sân tử của thế gian mà, phải không? Nó thành ra bắt chúng ta phải quán, mà tu thì phải xả bỏ, mà tu mà càng làm đẹp thì khổ đó nha. Cái đó không, mình chi ra cái thọ là gì, thọ là khổ, quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, mình cảm thọ thương yêu cũng khổ, phải không? Sao lìa khổ, muốn được không được khổ, nó gồm cái thọ là gồm gì, bát khổ, gần gũi mà sao lìa khổ. Dạ, khổ bất tịnh thọ. Chị đã muốn nói, chị muốn nói về tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là thân, quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán thọ là khổ, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. In ra ra cho chị. Dạ được rồi. Dạ. Mình cũng thì mình ráng ghi xuống để mình nhớ, mình nó cái này là mình phải thực hành đó. Thân là thọ, tâm là vô thường, nay muốn này mai muốn kia, nay ở đây mai ở chỗ nọ, thay đổi liên tục. Thân nó là vô thường vậy đó, nay trụ đây, đang mới ngồi đây, đang ngồi xuống thầy đọc cái đấy thôi, để chút sức đọc để đi làm cái kia, phải không? Đây chính cho chị sư cô cũng vậy, sáng soạn ra xong nó đã gán đọc hết quyển sách này, quyển sách này là hay quá, phải không? Lật ra cái ngồi xuống viết vài cái suy nghĩ tới kia, nên mình không lấy ra liền, chút nữa mình quên, bởi vì ra cái tuổi này là quên dần dần rồi. Thành ra sư cô sáng thức chị biết mình quên là cái gì, sư cô muốn để ra liền. Ví dụ như giờ như ngầm qua đó, bây giờ mình biết tụi mình quên, có miếng nấm sư cô xào sẵn rồi, thì quý vị có mua cái rau mà rau gì nó giống cái lá của nó, rau cúc á, bông cúc á, kêu mình kêu bằng gì cần ô đó, thì có mua cho sư cô một bịch. Cái cô kia có điện thoại lên, nếu sư cô không ăn để nó làm vàng lá uổng. Cái sư cô rửa hết rồi, cái phần nữa sư cô ăn mì gói. Sư cô ăn mì gói, sư cô muốn cho có rau nhiều, mà mình bữa đó sư cô đi đám về nó mệt cơ thể lắm, thì mình muốn ăn cho nó có cái chất nóng trong đó, thì sư cô mới rửa phần nữa, sư cô để vô ăn mì phần nữa để mình nấu canh ăn cơm, mà sư cô để phía nhà dưới cho nó mát, xào nóng rồi mà cứ quên hoài. Thế là sáng ngày hôm qua đó quyết định ăn canh đó, lấy nấm xào trong tủ ra để chẳng có biết đó. Để mình nhớ mình làm cái gì, thôi quên hẳn à. Đó, mình mới có tuổi gì, tuổi mình trên 50 thôi, phải không? Mà bắt đầu đưa vào cái sự quên lãng dần dần, đừng nói chi cha mẹ mình 70-80 tuổi. Nó thành ra đừng có trách các vị. Rồi từ từ tới mình thôi, không có chạy. Đó, là gì đó, mình quán cái tâm của mình nó vô thường, nó thay đổi, bây giờ mình còn già lẫn nữa. Rồi pháp vô ngã, tất cả các pháp này không tồn tại. Cái nhà này nghĩa là tồn tại thời gian bao lâu rồi nó cũng sẽ đi vào sự hủy diệt. Như Việt Nam mình nói là mới vớt mà một cái chiếc thuyền rồng, nghe quý vị kể sư cô không có coi, nổi lên là những cái đời vua chúa trước, phải không? Thì giờ sư cô nói đi, biết bao nhiêu đời vua chúa từ Việt Nam mình hay từ Trung Quốc, những cái thuyền rồng đó là chỉ cho Trung Quốc nhiều hơn ha. Với Việt Nam mình thời đó vua chúa cũng còn nghèo, nó không được phong phú giống như bên Trung Quốc lắm, tại vì nước mình nhỏ. Đó là mình nói theo cái sự thật thôi,
Tại vì đời á là Hạ Thương Chung, phải không? À, đời nhà Hạ, nhà Thương, nhà Chu, nhà Thương là đời của vua Tần Thủy Hoàng. Ủa không phải, vua Trụ, phải không? Rồi đời vua Thứng là Hạ Thương tức nhà Chu. Nhà Chu là chắc là bà Võ Tắc Thiên quá. Sư cô là nghĩ vậy. Hạ là vua Thứng rồi đó. Thì các vị vua chúa thời xưa là quá bao nhiêu nhà đi là xe cũng gì, người khuân giáp nó cũng xe rồng, phải không? Rồi tất cả thuyền là đi là thuyền rồng, mà có thuyền rồng đi trên biển đó có biết là về là vua. Phan Tỳ Tùng đi theo rất nhiều, thì trải qua nhiều đời vua thường biển dâu mà, rồi nó dồn dập rồi đó, rồi bị bão, bị mồi động đất, tất cả mọi thứ nó chôn dầu dị dãng, rồi cái xã từ từ nó sẽ trỗi lên, rồi nó trôi vào sông, rồi đi chỗ nào đó thì người đó vớt lên được. Có những kho vàng bạc mà vua chôn xuống để cất, ai biết được đâu, khi tàn qua ai mở lên, tại vì chôn dưới đất. Vậy tại sao người ta là tìm được kho vàng mà trong đó đồ đạc của vua chúa không? Chỉ có vua chúa mới có, dân thường mình làm sao có. Do đó đó, những người mà ta đi đào vàng đó thì ta nhiều gặp nhiều vị là gặp đó là kho vàng, họ đem lên là đồ cổ, đồ của vua chúa không. Do đó thì là bỉ vô, con người chúng ta vô thường là bể vô là như vậy, phải không? Tất cả các pháp vô ngã, nay hình thành mai quả diệt. Tại vì thanh sanh trụ gì diệt của thế gian nó chỉ cho mà tứ niệm xứ đó, cho tứ niệm xứ là thân thọ tâm pháp đó. Do đó thì là thay vì quý vị thấy trong cái thứ niệm xứ này chỉ cho gì, thân thọ tâm pháp là cái pháp vô ngã, là chỉ cho cái pháp không trường tồn của thế gian, nó phải chịu sinh tử về cái sanh trụ di diệt của nó, phải không? Thời qua biển dâu rồi, ta biển thì thành chảnh thà đập đồng ruộng, biết thành đồng ruộng mà đồng ruộng trở thành biển dâu, chuyện đó chuyện thường đó. Chúng ta thấy là nói như vậy thì các pháp mà ngũ căn lục lực thất bồ đề phần bát thánh đạo phần này, để mình có một cái trí tuệ, mình quán chiếu về tứ niệm xứ, mình tu tập, mình quán chiếu tứ niệm xứ để mình xả đi nó, mình bỏ nó, mình không còn chủ chấp nó được nữa đó. Thì bữa nay mình tu học tới đây thôi đó, thì sau mình tiếp, phải không? Thì sau mình học tiếp để sư cô coi đi. À, cái phần sau thì nó cũng dạy về ngũ căn ngũ lực thôi, không có cái gì nhiều, nhưng mà sư cô sẽ giải thích thêm cho quý vị về thành tựu diệt bốn pháp, không có chỗ sợ của Đức Phật là tu tập với 10 trí lực của Đức Phật. Tại vì mình học qua cái bát chánh đạo đó thì Đức Phật đã thành tựu được cái pháp đó. Thì phần sau thì sao chúng ta giảng thêm, giảng thêm cái phần đó. Coi như cái bài hôm nay nó tạm ổn rồi, đã xong cái phần này rồi đó. Tại vì chỉ nói chung ra là trú dạ lực thời sức hòa nhã âm kỳ âm diễn xứng ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần chỉ cho cái pháp số mà mình tu tập giải rộng ra, không? Thì tới đây để chúng ta nghỉ, rồi từ sau chúng sư cô sẽ giải thích tiếp một phần nhỏ thôi, chỉ mình tiếp phần 7. Để chút xíu sư cô đưa phần 8. Mình học chỉ một buổi, một hai buổi nữa là hết. Qua lục phương, tất nhiên là trú dạ đông phương, tây phương, và nam phương, bắc phương, thượng phương, hạ phương là sáu phương, lục phương mình không cần học. Bởi vì chỉ cho lục phương đó là chỉ cho Đức Phật trụ ở chỗ đó, để tu tập là có Đức Phật nào thôi. Đó, ví dụ như là hạ phương thế giới có là A Xúc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật đó. Thì những vị đó ở cõi đó, đó thì trú ở cõi đó, chúng sanh về cõi đó, thì đó là có vị Phật, mà Đức Phật cũng nói cõi đó có những vị Phật đó là thật, không có sai. Thiết trường thiết quảng trường thì tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới thiết thành thật ngôn, những vị Phật ở đó cũng biến cái lưỡi mình nó dài mà nói khắp là cả mười phương. Thì vì sao chúng ta đây cũng chỉ bây giờ chúng ta có internet, một người giảng thôi có thể đưa khắp mười phương thì nghe được hết, và tâm thức của chúng ta thì Đức Phật ở đó, huống chi mình nói Đức Phật ở đó. Thì lục phương chúng ta không học, chỉ học những cái pháp số căn chính của bài kinh A Di Đà để chúng ta hiểu, thì để tu tập cái gì thôi. Thì khi hết cái này mình bắt đầu học vào đó là Bát Đại Nhân Giác. Để gì? Bát Đại Nhân Giác hay lắm, sư cô cũng muốn học lại, ôn lại cho quý vị đó. Thì đến đây chúng ta nghỉ mà để chúng ta niệm Phật hồi hướng. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng